Trong hiệu số 1. Ở trong hiệu số 1 thì đầu bài cho các em biết rằng là cho hai tích là Q1 bằng 2 nhân mũ trừ 8, Q2 bằng trừ 10 mũ trừ 8 và đặt cách nhau 20 cm trong không khí. Yêu cầu các em xác định lực tương tác giữa chúng, đó chính là tìm F. Được chưa nào? Và chúng ta sẽ đi tóm tắt bài toán này. Đầu tiên, giả thiết cho các em là Q1. Q1 là bằng 2 nhân với 10 mũ trừ 8. Q2 là trừ 10 mũ trừ 8. Khoảng cách ra điện tích là R bằng 20 cm. Các em chú ý R là bằng tính bằng mét. Cho nên bài toán cho R bằng 20 cm thì chúng ta đổi ngay về mét. Và từ cm ra mét là chúng ta chia 100. Và các em chú ý nhá, cái đổi đơn vị này thì ở cấp 1 đúng không? Hay là cấp 2 chúng ta đã học rồi. Và ở đây lên bậc học trung học phổ thông thì rất nhiều bạn không biết là từ cm và mét là chia bao nhiêu. Hoặc là từ kg về gram nó chia bao nhiêu. Đúng không? Cái hết sức chú ý nhá, cái hết sức chú ý cái đấy. Rất đơn giản thôi nhưng nhiều bạn không để ý. Nhớ từ cm đổi về mét chúng ta phải chia 100. Vậy 20 chia 100 thì chia là 0,2. Đơn vị là mét. Và hai điện tích của chúng ta đang đặt trong không khí. Vậy trong không khí thì hằng số điện môi là epsilon bằng 1. Và đầu bài yêu cầu các em đi tìm độ lớn của lực tương tác, đó chính là tìm F, đúng không? Đấy, tìm F. Đây. Và đầu bài yêu cầu là hỏi cái độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm bằng bao nhiêu. Và để tìm F thì chúng ta chỉ cần áp dụng một duy nhất một biểu thức, đó chính là F bằng K nhân trị tuyệt đối của Q1, Q2, tất cả trên cho epsilon nhân với R bình phương. Và chúng ta tìm được F rồi, đúng không? Đấy, đến đây. Thì đây là một bài toán rất cơ bản và cực kỳ đơn giản đối với các em nhé. Các em tập trung. Đấy. Đến đây, chúng ta đi áp dụng công thức. Đó chính là F thì bằng là K nhân với trị tuyệt đối của Q1, Q2, tất cả trên cho epsilon nhân với R bình phương. Đấy, với K, em chú ý nha, đây, K là một cái hằng số tỷ lệ. Và chúng ta sẽ thừa nhận K là 9 nhân 10 mũ 9, chứ không đi tìm cách để tính K. Vì để có kết quả K này, thì ông Coulomb cũng đã phải làm rất nhiều thí nghiệm mới rút ra được hệ số K này. Được chưa nào? Đó, cho nên em thừa nhận K nhá, là 9 nhân 10 mũ 9. Em thay số đi. Đây, với K là 9.